Rồi, Sơn xin chào cả nhà mình nha. Đây là lá của cây găng vàng hay còn gọi là găng tu hú ở nhà mình. Và đây là hoa của nó đây. Đây, hoa của nó giống như một cái chuông úp ngược ở nhà mình. Đây, rất là đẹp. Ây da. Đây, hoa của nó nha mình nha. Rồi. Rồi, Sơn xin chào nhà mình đã ghé thăm kênh mới bonsai Huỳnh Kim Sơn nha mình nha. Thì hôm nay là mừng khai trương, Sơn giao lưu với nhà mình một lô găng vàng hay còn gọi là găng tu hú nha mình nha. Hoa màu vàng như cái chuông úp ngược. Sơn có up video ở đầu video, nhà mình xem tham khảo nha. Thì mỗi cây Sơn đều cố gắng mỗi mã số hết. Mã số nào có ghi chữ R phía sau là cây đó Sơn đã giao lưu rồi nha mình nha. Còn mã số nào chưa nhà mình xem, nếu mà ưng ý thì ủng hộ Sơn luôn. Thì mừng khai trương thì giá Sơn đưa ra rất là mềm. Nhưng mà nhà mình cũng đừng có buồn, ví dụ sau này cái giá của Sơn nó hơi nhích một tí xíu thì nhà mình xem, nếu mà ưng ý thì ủng hộ Sơn nha. Chứ mình đừng có đến với nhau vì cái lý do thằng này nó bán rẻ, không có đâu. Ví dụ như cây thì nó có này có kia, nó không có giống nhau, không có cây nào giống cây nào hết. Cho nên nhà mình nếu mà cảm thấy hợp thì giao lưu với Sơn, còn không thì mình cũng vui vẻ thôi. Mình xem tham khảo, chứ nhiều khi mình đừng có lấy những cái tiêu cực về giá cả ra mà mình đối chất với Sơn thì nó cũng tội nghiệp nha mình nha. Nói chung mà hợp thì giao lưu, còn không thì mình cũng vui vẻ. Chứ mình đừng có đến với Sơn, nói chung là đến với nhau bằng cái tình cảm, bằng cái sự mến thương nhau đó, bằng cái duyên với nhau, chứ đừng có đến về cái sự mắc rẻ. Cái đó là mình rất là dễ chia tay nhau nha mình nha. Đó. Rồi, số điện thoại của Sơn là 0911470409 và số đó cũng là số Zalo, số Facebook của Sơn luôn nha mình nha. Rồi tất cả các đơn hàng Sơn giao lưu với nhà mình, Sơn đều xin trích phần trăm ra để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vào ngày chủ nhật hàng tuần nha nhà mình. Rồi, bắt đầu lô này. Lô này gồm có 4 cây. Cây đầu tiên 4 cây mà 200k bao ship thôi nha mình nha. Ship với lại chi phí là chắc cỡ tầm 120 rồi á. Đó thì nhà mình nói chung là Sơn giao lưu cái này mừng chào mừng kênh mới để nhà mình ủng hộ Sơn nha mình nha. Và đã chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Sơn nha. Sau này có duyên thì khi mà Sơn up bài mới nó sẽ hiển thị lên trên thông báo thì mình vô xem ủng hộ Sơn. Và nhớ nhấn chuông nữa nha mình nha. Nếu mà không nhấn chuông thì nhiều khi nó cũng không có thông báo đâu. Rồi, cây đầu tiên, lô này gồm có 4 cây, mã số 9, 4 cây 200k bao ship, cây đầu tiên. Cây này có hai thân sống, thân này sống nha, còn lại cái thân này là khô nha mình nha. Một cây. Cây thứ hai. Cây thứ ba. Cây này mình làm đổ được nha mình nha. Cây thứ tư. Rồi, mã số 9 gồm 4 cây 200k bao ship nha mình nha. Rồi, mã số 10 gồm có 3 cây 200k bao ship. Cây đầu tiên của mã số 10. Cây thứ hai của mã số 10. Cây thứ ba của mã số 10. 200k bao ship lô 3 cây nha mình nha. Rồi, Sơn xin xuống lô này luôn. Mã số 11 lô gồm 3 cây 200k bao ship nha mình nha. Đây là cây thứ nhất. Mã số 11. Hàng bao sống nha mình, yên tâm nha. Cây thứ hai của mã số 11. Lô 3 cây 200k bao ship nha mình nha. Cây thứ ba của mã số 11. Rồi, lô 3 cây này 200k bao ship nha mình nha. Găng vàng hay còn gọi là găng tu hú nhà mình.
Nói chung cái dòng này nó rất là dễ sống, nhưng mà dễ sống với điều kiện mình phải chăm sóc tốt. Còn nếu mà dễ sống với mình mua về hay mình quăng đó thì nó cũng không có phát triển nha mình nha. Thì sau 3 đến 5 ngày mình nhận được hàng, mình pha cho sơn chất trồng là 50% sơ dừa cộng với lại cái chất trồng sơn gửi giữ ẩm theo với lại cát với đất, mình pha vô mình trồng, sau đó mình để trong mát. Nếu mình để ngoài nắng là phải có lưới che, và mình tưới thêm các dòng kích rễ như N3M Rose Atonic nha mình nha. Và nhớ làm theo sự chia sẻ của sơn thì tỷ lệ sống rất là cao. Nếu mình làm như vậy cây vẫn bị sự cố, nhà mình liên hệ lại với sơn, dù cây nhỏ hay lớn sơn sẽ hoàn tiền lại 100% và sẽ hoặc là sẽ bù cây khác tương đương với số tiền mình đã giao lưu nha mình nha. Rồi cây này có mã số 12, đây là một cụm tương đối lớn, sơn giao lưu là 300k bao ship nha mình nha. Cụm liền cốt luôn, móc đầu luôn nha mình nha. Mã số 12, 300k bao ship, mừng khai trương giá mềm luôn nha mình nha. Rồi sơn xin xuống phôi này luôn. Mã số 13, lô 2 cây, 200k bao ship nha mình nha. Đây là một phôi, nhà mình thấy nó trụi lũi như vậy á, nó rất là dễ sống luôn. Nhưng mà với điều kiện là mình phải chăm theo sự chia sẻ của sơn đó, thì nó mới sống, chứ mà về là mình cỡ một tuần thôi là nhà mình thấy nó ung da cục cục lên luôn nha mình nha. Rồi cây thứ hai của mã số 13, cây này là cây chủ lực này nhà mình, 200k bao ship lô 2 cây nha mình nha, ủng hộ sơn luôn nha. Quá đẹp, phôi này quá đẹp. Rồi sơn xin xuống luôn này luôn. Rồi mã số 14, lô 2 cây. Mã số 14, lô 2 cây. Cây đầu tiên. Mã số 14, lô 2 cây, 200k bao ship mừng khai trương nha mình nha. Cây đầu tiên nè. Cây thứ hai nè. Cây này rất là quái luôn nha mình nha. Rất là quái luôn. Mã số 14, lô 2 cây, 200k bao ship mừng khai trương nha mình nha. Chào mừng nhà mình đến với kênh Bonsai Huỳnh Kim Sơn nha mình. Thì hy vọng rằng kênh mới này sẽ phát triển tốt đẹp và sẽ giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nha mình nha. Rồi sơn xin xuống mã số 14 luôn. Mã số 15, đây mình, mã số 15, lô 2 cây, 200k bao ship mừng khai trương luôn nha mình nha. Đây là cây tặng kèm, đây là phôi chủ đây, 200k bao ship, lô 2 cây, mã số 15. Quá đẹp, quá rẻ. Rồi sơn xin xuống phôi này luôn. Rồi mã số 16, 200k bao ship, đây là một cụm liền cốt luôn nha mình nha. Quá mềm luôn, quá mềm luôn nha, mình sưu tập luôn nha. 200k bao ship, mã số 16, 200k bao ship. Rồi cây mã số 16 đã kết thúc lô luôn nha mình nha. Sơn rất cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ sơn nha. Và nhà mình nhớ sau 3 đến 5 ngày mình nhận được hàng, mình nhớ làm theo sự chia sẻ của sơn là pha 50% sơ dừa, 50% còn lại là cái chất giữ ẩm của sơn gửi theo cây, và mình pha thêm ít cát với đất mình trồng nha mình nha. Ươm hết ở trong mát, nếu mình ươm ngoài nắng là phải có lưới che, và mình tưới thêm các dòng kích rễ N3M Rose Atonic, và mình làm theo cách đó, nếu sự cố vẫn xảy ra sơn sẽ hoàn tiền lại 100%, hoặc là sẽ bù cây khác tương đương với số tiền mình đã giao lưu. Sơn nói là sơn làm chứ không phải sơn nói để mà bán được hàng nha mình nha. Thì lâu ngày nhà mình sẽ hiểu sơn nhiều hơn. Rồi sơn chân thành cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ sơn, và nếu mình chưa đăng ký thì đăng ký kênh để cập nhật những cái thông tin mới nhất mà sơn sẽ đưa lên nha mình nha. Rồi sơn chân thành cảm ơn cả nhà mình.